Xin chào tất cả mọi người. Trong buổi chiều ngày hôm nay thì Diễm sẽ mời mọi người đi ăn một cái quán cháo bụi, cháo rất là nổi tiếng là cháo bụi Đặng Thái Mai. Địa chỉ là số 005 lô 1 của chung cư Ngô Gia Tự. Thì ở đây thì gần trường tiểu học Ngô Gia Tự nha mọi người. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào trong đây. Đây là cháo. Ở đây thì được nhắc tới rất là đặc biệt, đó là cái phần da heo cuốn và cái phần sườn cây này. Cháo lòng ra heo cuộn sườn cây. À, ba ơi. Em ăn giá à? Dạ không con. Cô chắc cũng mới dọn ra được lúc thôi con. Con thấy như là đi bán 1 giờ. 1 giờ bán em. Quán này bán lâu chưa con? 42 năm. 42 năm. Con nó được trồng cho tôi. Ở chỗ này thôi hả cô? Hả? Ở chỗ này thôi hả cô? Trên này không? Dạ. Con nó được trồng cho tôi mà hôm vừa rồi thấy mọi người review hôm nay mới biết mới tới này. Cách đây có mấy trăm mét thôi các bạn, nhưng mà không biết hôm nay mới tới này, tại vì cái đường nó ở trong chợ đúng không cô? Đúng rồi, đường giống chợ. Đường của chợ nên là cái gia heo đặc biệt quá. Nó cuộn như là nó dính lại luôn vậy đúng không hả cô? Dạ đúng rồi. Một tô đầy đủ này luôn là bao nhiêu cơ? Đầy đủ cái bánh luôn là 40. Dạ. Như nào một tô? Không bánh thì 35. Wow, biết nhiều quá. Em có ăn hành tiêu không? Một tô thì đầy đủ tiêu, nhưng mà tô con thì lấy hành. Cô cho con đầy đủ hành tiêu giá với lại cho con nhiều tiêu, con không ăn bánh. Con này cho mình nè. Em ăn hành tiêu đầy đủ luôn ha. Dạ. Cho con ít gừng thôi nha cô. Dạ. Ôi mẹ ơi. Đỉnh phá cô. Dạ. Hấp dẫn quá. Dạ. Để mang đi hả chị? Đúng rồi. Đây mọi người. Đây là tô đầy đủ nè. Cái này là chỉ mua lòng không thôi. Tô đầy đủ thì sẽ có một cái sườn như thế này nè mọi người. Rồi da với lại các lòng. Nhìn hấp dẫn chưa? Xong mình nó sẽ như thế này nè, nhìn rất là đẹp mắt luôn, hình nhiều lớp khác nhau. Đây thì là hành. Đây còn tô hạt cẩm không lên ngang, bỏ thêm con miếng da. Hai cô chắc là chị em à? Giống không? Đây mình có nét. Nhưng mà cô anh đây thì mặt tròn hơn xíu. Cô này ăn nhiều quá. Cô này ham ăn quá, nhà ăn cháo quá. Đem phần này đúng kệ. Cô đang làm. Cá lòng nó cũng
vải thừng rồi lại thừng buộc không cô? Ngay thực phẩm á, ngay lại cổ thực phẩm á. Dạ. Mọi người không có lo là chuyện dùng dây thun để buộc đâu nha. Này là dây cổ thực phẩm. Mấy cái này là mấy lớp cuộn lại vậy cô? Cái này là một miếng to cuộn to. Rất là lạ luôn á. Ăn cái lòng chứ nào mà thấy mà cuộn cuộn một miếng to như này. Mấy lớp lần có miếng to nó dài á. Vậy thì nhai nó sẽ giòn hơn. Dạ, giòn hơn. Các bạn coi cái video trước. Đây. Cô sẽ cắt cho mọi người xem. Dĩa lòng thêm này thì bao nhiêu cô? 25 ngàn. Dạ. Đây mọi người, dĩa thêm giờ là 25 ngàn. Cái này cô mới bóc ra. Cái này là xương cây. À, xương cây là cái này, còn cái đó là giống như xương ấy. Cái này là xương ống. Dạ, xương ống. Hai loại xương ống, hai loại xương cây, hai loại có hai loại, hai loại xương. Có giờ gân, có giờ nạc, có ống, có móng, có gân, có nạc, có này. Cháo anh ơi. Có móng heo nữa nè, móng giò. Móng giò đây. Bây giờ có móng, có gân. À bây giờ con mới nhớ là cái vị của cái cháo này y như là mình nấu cháo móng heo á. Móng có phanh này kia mọi người ăn cái nào cho kem đi. Chết luôn đi, chờ đá. Trời ơi, đi. Nó bánh nha. Cô mới đi lấy bánh giò về. Ồ, con nào cháo mà mọi người thấy chất lượng chưa? Có đầy đủ. Quá nhiều thứ trong này thành ra nồi cháo. Ngon quá. Xương rồi lòng trong này nhìn lên đây cô. Đầy đủ nằm trong đây. À, nãy giờ mình quay cho mọi người xem cô làm cháo ở đây như thế nào. Thì đặc biệt ở đây là sẽ là cái phần da được nguyên một cái tảng to cuộn lại, và ở đây thì có rất là nhiều loại, ví dụ như là sườn một miếng sườn cây ấy, hoặc là cái phần ống xương, hoặc là có cả giò, rất là nhiều loại. Thì hôm nay thì mình đang kêu một cái tô này là một cái tô đặc biệt, thì với đầy đủ lòng và một miếng sườn cây, giá của nó là 40 ngàn một tô như thế này. Đây rất là nhiều tiêu luôn, hơi cay rồi, một xíu chanh nha. Đây mình đang làm nước chấm, một dĩa lòng thêm ở đây sẽ là 25 ngàn. Thank you.
xem tô cháo trong này có gì nha. Một này, có ba miếng huyết đó rồi nè. Đây chưa, ai chúng ta sẽ coi bên trong nha. Ở đây là tim này, tim, gan, bèo, và một cái cây sườn này rất là to. À đây là miếng da này, à đây là cây sườn. Đây hôm bữa mình có quay cho mọi người xem bánh canh cây thì cái này cũng giống như cái miếng xương này nè. Nghe mùi cháo rất là thơm nha. Đây, một đĩa lòng thêm sẽ là 25.000. Đây là một tô cháo của mình đây. À, đây còn một miếng huyết nữa. Đây đủ rồi. Đây, còn da này nữa để quay thêm cho mọi người xem nha. Đây, mọi người thấy chưa? Tại vì ở đây có bánh nữa nhưng mà Diễm không thích ăn bánh nên Diễm không có lấy bánh. Đây, mình sẽ chan xíu nước mắm nha. À, nghe rất là thơm. Hương vị rất là đậm đà luôn á. Cái điều đặc biệt nhất là cái phần da này. Nên mình sẽ ăn cái phần da đầu tiên nha. Đây là có 1, 2, 3 lớp nha. Không hổ danh một địa chỉ bán cháo 42 năm nữa cả nhà. Rất là ngon. Vừa mềm thôi chứ nó không có mềm quá mọi người. Không phải là gỉ ra đâu mọi người, phải cắn ra. Nhiều nơi thì mình vừa cắn ra là nó bở ra luôn. Nhưng mà ở đây thì nó vẫn còn hơi cứng cứng. Bánh mì nóng này. Vừa mềm thôi chứ nó không phải là quá rục. Bánh mì nóng này. Bánh mì đặc biệt đây. Bánh mì nóng này. Đây là đi thẳng vô trong này là chợ Trần Nhân Tôn mọi người. Chợ này thì chỉ bán buổi sáng thôi. À bên nhà bên đó. Đây chỗ em nó đi ăn. Nói thiệt ai luôn thích ăn cháo mà bỏ qua địa chỉ này đúng là sai lầm. Ừ, nó rất là to. Không giá nha. Ăn heo không? Ăn giá heo, ăn tim, ăn gan, không ăn giá không? À, không ăn gan. Thịt thường cay rất là ngon nha. Thịt rất là chắc.
Bạn nào thích ăn da thì có thể là kêu da thêm nha. Thì da đây rất là ngon, rất là đặc biệt luôn á. Nếu một tô bình thường thì mình sẽ chỉ có hai cục da như vậy. Nếu bạn nào thích ăn da thì có thể là gọi thêm. Ở địa chỉ là số 05 chung cư Ngô Gia Tự, bên cạnh trường tiểu học Trần Nhân Tôn. Thì cô bán từ 1 giờ chiều cho tới 5-6 giờ chiều. Thì mọi người ăn thì canh tranh thủ giờ này nha. Bây giờ thì Diễm xin kết thúc video clip ở đây. Chào tất cả mọi người.